Dạ vâng, nhà đất Phạm Thọ xin kính chào tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư. Chào mừng tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Phạm Thọ. Thì hôm nay quay trở lại với khu đô thị Cát Tường Phú Hưng tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Thì em Thọ đang được ký gửi một cái lô đất rất là rẻ. Vị trí lô đất thì được em Thọ đánh dấu bằng mũi tên màu vàng trên màn hình nha quý cô chú anh chị. Lô này thì nằm trên trục đường đại lộ Phú Hưng hay còn gọi là tuyến tránh quốc lộ 14, và trên trục đường này là nhà mình sẽ xây dựng nhà theo mẫu của chủ đầu tư nha quý cô chú anh chị. Nhà sẽ xây là một trệt hai lầu và sẽ được hoàn công và cấp sổ nha quý cô chú anh chị. Thì trên trục đường này là hầu hết là cô chú anh chị nào nếu mà có nhu cầu mua để kinh doanh khai thác dòng tiền, thì trục đường này là một trong những cái trục đường mà em Thọ đảm bảo với cô chú anh chị là cực kỳ ngon luôn. Trên trục đường này đấy cô chú anh chị, thì những cái căn shop house mà đã hoàn thiện rồi thì hiện tại đang cho thuê giá giao dịch từ 20 đến 25 triệu một tháng, tùy cái mức độ hoàn thiện cũng như là nội thất bên trong căn nhà của mình nhà quý cô chú anh chị. Và cái lượng khách hàng thuê chủ yếu đó là các chuyên gia bên các khu công nghiệp, người ta thuê để người ta ở, kết hợp với một số công ty người ta chuyển cái trụ sở văn phòng về đây. Tại vì cái trục đường này, tuyến tránh quốc lộ 14 này hay còn gọi là đường đại lộ Phú Hưng này quý cô chú anh chị này, là đường rất là lớn, vỉa hè là mỗi bên là 6 mét nha quý cô chú anh chị. Và trục đường này là trục chính cho nên là người ta kinh doanh buôn bán rất là tiện. Khi mà khách hàng tới giao dịch cũng như là tới buôn bán ấy, hoặc là ăn uống thì rất là dễ dàng để xe hơi cũng như là kinh doanh ở khu vực vỉa hè nhà quý cô chú anh chị. Giống như vị trí hai cái căn mà đã hoàn thiện này cô chú anh chị này, thì là hiện tại đang cho thuê để làm cái nhà hàng cho các chuyên gia bên khu công nghiệp nhà quý cô chú anh chị. Hai căn này thì mỗi căn hiện tại đang cho thuê là 22 triệu một tháng nhà quý cô chú anh chị. Tổng cộng căn này, hai căn này là 44 triệu một tháng. Và căn này thì chỉ có là nhà trống thôi nha quý cô chú anh chị, nhưng mà một cặp thì cho thuê lúc nào nó cũng có giá hơn là một lô đơn đấy quý cô chú anh chị. Và kế bên đây thì người ta cũng đang xây tiếp một căn nữa quý cô chú anh chị này. Còn ở phía bên tay phải màn hình của chúng ta đấy cô chú anh chị, thì có những căn nhà này thì hiện tại nhìn nó sơ sát, do chủ nhà người ta không có nhu cầu cho thuê nên là người ta mua xong người ta để đó, người ta cũng không có hoàn thiện, cho nên là nhìn nó hơi sơ sát một chút. Nhưng mà còn những cái căn mà được cho thuê đấy cô chú anh chị thì người ta rất là chỉn chu, và hầu hết là trục đường này không có nhà để cho thuê đâu quý cô chú anh chị ạ. Người ta thuê rất là nhanh luôn, chủ yếu là chuyên gia người ta thuê. Và cái loại hình sản phẩm này thì sẽ phù hợp đối với những cái cô chú anh chị mà mua để kinh doanh khai thác dòng tiền. Chứ còn nếu mà mua để đầu cơ, mua đất không thôi quý cô chú anh chị nhá, thì theo cá nhân em Thọ tư vấn cho quý cô chú anh chị ấy, thì sẽ mua sau này mình bán tương đối khó. Trục đường này chỉ phù hợp cho anh chị khách hàng nào mua để xây nhà lên, rồi mình hoàn công, mình lấy sổ, rồi mình kinh doanh khai thác dòng tiền. Đấy, tại vì nếu mà chỉ đơn giản thì mua đất không thôi quý cô chú anh chị ạ, thì sau này khi mà dân cư đông lên ấy, thì mặt đường này nó mới lên giá, còn bây giờ thì giá nó giao dịch khá là khó và khá là ảm đạm quý cô chú anh chị. Cũng đơn cử như cái lô đất ngày hôm nay em giới thiệu cho cô chú anh chị này là 5x26, và bây giờ bán chỉ có giá 1,4 tỷ thôi quý cô chú anh chị ạ, là cắt lỗ khá là sâu. Và trên trục đường này thì duy nhất có một lô này thôi, và cái lô này thì em Thọ đánh giá khá là cao vì nó cũng gần cộng vào khu đô thị quý cô chú anh chị này, cho nên là sau này ví dụ mình kinh doanh buôn bán mình giao dịch rất là dễ quý cô chú anh chị. Nhưng mà cũng phù hợp với những ai mua để xây nhà cấp sổ, xây nhà để khai thác hoặc là xây nhà để ở thôi quý cô chú anh chị nhá. Còn nếu mà để mua thuần đất không để đầu tư ấy, thì em Thọ khuyên cô chú là nên đi vào những cái nền phía bên trong xây dựng tự do mà sổ sẵn ấy, mình đầu tư thì cái biên độ lợi nhuận cũng như là cái độ thanh khoản nó sẽ tốt hơn đấy. Và về cái mức độ mà dồn dân cũng như cái tiềm năng cái trục đường này cũng như là dự án Cát Tường Phú Hưng thì mình cũng không cần phải bàn nhiều đâu cô chú anh chị ạ. Đất của chúng ta thì mặt tiền đường lớn, tính ra lô đất này là 130 m² mà giá chỉ có 1,4 tỷ thôi đấy cô chú anh chị, thì nó khoảng hơn 10 triệu một mét vuông cho một lô đất trục đường 72 m đấy. Thực sự là hàng hiếm có, khó tìm, kể cả cô chú anh chị tìm ở khắp nơi đi cũng không có những cái khu nào mà giá nó rẻ như cái lô này đâu. Và thời điểm hiện tại thì một số anh chị khách hàng mà người ta kẹt quá, người ta bắt buộc người ta phải bán với mức giá này, và mức giá này là bằng mức giá mà chủ đầu tư người ta thanh lý luôn đấy cô chú anh chị, cho nên là cũng không có mức giá nào rẻ hơn cái lô này đâu. Cái này là em Thọ chia sẻ thật với cô chú anh chị.
Còn nếu mà đầu tư trung dài hạn lô đất này mua để sau này mình xây nhà đấy cô chú anh chị, thì em đảm bảo cô chú anh chị lô này cực kỳ rẻ luôn, là mua là sẽ có lời. Còn nếu cô chú mà đầu tư ngắn hạn ấy, thì nên mua những cái lô ở phía bên trong nha quý cô chú anh chị, thì giá nó cũng tương đối tốt. Còn về mức giá của cái lô đất này đấy cô chú anh chị thì cực kỳ rẻ luôn, không có đất ở đâu mà đường 72m đường nhà nước mà giá chỉ có 1,4 chưa, hơn 10 triệu mét vuông, nó rất là rẻ luôn đấy cô chú anh chị. Đấy, mà đi đến trung tâm nó gần cô chú anh chị nhá. Đi bây giờ mình đi lên Đồng Xoài mình đi có 1,7 cái số thôi, còn đi ra các tiện ích như chợ dân sinh rồi trạm y tế rồi trường học liên cấp là nó rất là gần, mình đi ngay đầu đường này là có hết rồi cô chú anh chị này. Đấy, thuận tiện đi lại mọi thứ luôn. Đấy, và em Thọ xin tổng kết lại là cái lô đất ngày hôm nay em giới thiệu với cô chú anh chị, đó là diện tích ngang 5 dài 26, lô đất nằm hướng Bắc. Pháp lý là hiện tại đang là hợp đồng nguyên tắc, mình mua mình về mình xây nhà thì chủ đầu tư sẽ hoàn công và ra sổ cho mình luôn. Và em Thọ cũng xin nói thêm là toàn bộ những căn nhà đến trục đường này nha quý cô chú anh chị, đấy toàn bộ những căn nhà đến trục đường này hiện tại có sổ hết rồi nha cô chú anh chị. Đấy, sổ hoàn công nhà đến đó luôn. Đấy, và được bán với một mức giá là 1,4 tỷ. Và cái lô đất này phù hợp cho những anh chị khách hàng đầu tư trung dài hạn, đấy, hoặc là đầu tư để khai thác dòng tiền. Đấy, còn đầu tư lướt sóng thì thời điểm này những vị trí này và lô đất này thì rất là khó lướt sóng đấy cô chú anh chị. Và cô chú anh chị đang xem video này của em Thọ mà có duyên đầu tư lô đất này thì cứ gọi về cho em Thọ qua số điện thoại là 0983023974 thì em sẽ hỗ trợ cô chú anh chị đi xem đất cũng như là cung cấp đầy đủ thông tin pháp lý của lô đất này cho cô chú anh chị tham khảo luôn. Và em xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã xem video này của em. Chúc quý cô chú anh chị và gia đình sức khỏe và thịnh vượng, đầu tư tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo ạ.